Chào mừng các bạn đã đến với channel làm giàu ở Mỹ, mình là Thắng. Vậy là chỉ còn khoảng hơn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đảng ở Việt Nam. Thì nếu mà các bạn vẫn đang có ý định về Việt Nam ăn Tết mà chưa mua vé máy bay, thì video này dành cho các bạn. Trong video này mình sẽ giúp các bạn tìm mèo để tìm vé máy bay về Việt Nam ăn Tết giá rẻ nhất có thể được hiện giờ thì vẽ mình cũng rất là ngạc nhiên là vẽ Việt Nam đến giai đoạn bây giờ rồi chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết mà về các thành phố Sài Gòn như là Đà Nẵng thì giá vé chỉ trên dưới khoảng 1 000 một nghìn một đô la thôi thì làm sao để có thể tìm vé máy bay về Việt Nam ăn Tết giá rẻ nhất thì video này mình sẽ giúp các bạn một mèo và cái cách tìm vẽ máy bay này chỉ mất các bạn chưa tới 60 giây tức là chưa tới một phút và các bạn sẽ tìm được vẽ Việt Nam và đi Việt Nam với giá rẻ nhất và không phải mất nhiều thời gian gì cả thì cái mèo này mình sẽ giúp các bạn tìm ở trên cái trang web gọi là Jet Jenny thì có gì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm từng bước cụ thể như thế nào và trong cái video này mình sẽ giúp các bạn tìm vẽ máy bay từ Los Angeles về Sài Gòn, từ Houston về Đà Nẵng, từ Seattle về Sài Gòn và từ Washington DC về Đà Nẵng để các bạn thấy là các vẽ về Việt Nam ăn Tết trong cái giai đoạn gần Tết bây giờ khoảng trên dưới vài ngày trước Tết thì giả vẽ nó có sẽ là như thế nào và cách tìm nó sẽ nhanh như thế nào để các bạn có thể tự tin hơn và có thể Đà, đà, từ tìm vé máy bay ở trên uh, ở, ở online để có thể tìm với vé rẻ nhất thì hy vọng cái video này sẽ giúp cho rất là nhiều bạn trong cộng đồng của mình có thể được tiết kiệm rất là nhiều tiền và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian khi muốn tìm vé máy bay về việt nam ăn tết với giá rất là rẻ và chỉ mất 60 giây Alright trước khi đi vào thì, uh, phần chi tiết của cái video ngày hôm nay nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì channel của mình chỉ tập trung vào ba chủ đề mình chia sẻ các mẹo tài chính để tăng thu nhập để giảm chi phí và giảm chi phí cho vé máy bay về Việt Nam là một cái chi phí khá lớn bởi vì tiền vé máy bay về Việt Nam vé có nhiều khi là lên đến một ngàn rưỡi đến hai nghìn đô một vé trong cái thời điểm hiện tại rất là rất là đắt thì cái hy vọng cái cách này sẽ giúp cho các bạn tìm vé máy bay với giá rẻ hơn tiết kiệm đến 60% phần trăm giá vé à, giá vẽ chính thức hy vọng là sẽ giúp mọi người tiết kiệm được tiền và cái chủ đề thứ ba mà các kỳ video trên channel của mình cũng tập trung rất là nhiều là mình chia sẻ, mình hướng dẫn cho tất cả các bạn đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Bởi vì mình tin là chỉ có cách đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ thì mới làm cho cộng đồng người Việt mình mới có thể trở nên giàu có hơn được, có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn được. Bởi vì mình kiếm được tiền, mình tiết kiệm được tiền ở Mỹ thì mình phải tìm cách cho cái tiền tiết kiệm của mình nó đã ra được nhiều tiền hơn nữa, nó cho lại mình nó cho mình được những cái lợi nhuận tốt hơn chứ không phải là chỉ giữ trong các cái tài khoản tiết kiệm ở các ngân hàng lớn với lãi suất rất là thấp hoặc là giữ tiền mặt ở nhà thì nó sẽ không cho lợi nhuận gì cả và suốt đời mình chỉ dựa vào cái sức lao động của mình thì thì nó không có bền vững và không có lâu dài thì chỉ có đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ mới giúp cho tất cả chúng ta, cả cộng đồng người Việt ở Mỹ, có trở nên giàu có hơn và có một cái cuộc sống tốt đẹp, tốt đẹp hơn, đặc biệt là đến lúc mà mình đến tuổi về hưu. Nếu đó là những cái chủ đề mà các bạn còn quan tâm thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn nữa. Các bạn nhớ bấm vào cái nút subscribe cho cái channel của mình để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Mình thường ra video vào mỗi ngày. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Alright, bây giờ quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì làm sao để các bạn có thể tìm vé máy bay về việt nam ăn tết với giá rẻ nhất bây giờ chỉ còn khoảng chưa tới ba tuần nữa là đến tết giá vé có khả năng rất là cao có nhiều thành phố và nhiều chuyến bay giá vé bây giờ đã lên đến khoảng một ngàn rưỡi thậm chí là hai nghìn đô rồi thì trong video này mình sẽ giúp các bạn một cái mèo để tìm vé máy bay và cái mèo này sẽ giúp bạn tìm vé rất là nhanh chỉ khoảng sáu mươi giây mỗi sáu uh, mươi giây thôi và có khả năng tiết kiệm được hơn 60% à, cái tiền à, có thể đến 60% cái tiền vé máy bay cho nên nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm được rất là nhiều tiền và không có tốn nhiều thời gian thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái trang web nó gọi là jetjenny.com uh, uh, jetjenny.com thì ở đây là cái chữ jetjenny các bạn nhớ cái chữ này để nó các bạn có thể dễ tìm thì cái trang web này là do từ mình build lên từ mình xây dựng cái trang web này bởi vì như các bạn biết là mình bỏ ra khoảng 15 15, 15 năm vừa rồi mình làm việc trong cái ngành tech mình làm việc rất là nhiều các cái công ty về công nghệ về software và về technology ở Mỹ này từ công ty rất là lớn đến công ty rất là nhỏ thì hiện giờ là mình đã không có làm việc trong các cái công ty tech đó nữa và mình tự xây dựng cái channel YouTube này và làm và build cái sản phẩm Jet Jenny này thì cái sản phẩm Jet Jenny này là nó giúp tất cả người ở trên toàn cầu tìm vẽ máy bay giả rẻ à, rẻ nhất nhanh nhất tiết kiệm được nhiều tiền nhất thì cái trang web này mình đã launch ra được khoảng 5 tháng trở lại đây và nó tốt nhất cho khi các bạn có những cái chuyến đi mà mình gọi là flexible trip thì flexible trip có nghĩa là sao flexible trip là những cái chuyến đi mà các bạn không cần không có cái ngày đi cố định ví dụ giống như là khi mà mình đi travel mà cho business á là mình đi họp ví dụ mình đi đến dự một cái hội nghị nào đó thì cái hội nghị đó nó bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 2 và kết thúc vào ngày mùng 6 tháng 2 trong 5 ngày đó thì cái chuyến đi của mình nó rất là fix bởi vì mình phải bay đến cái thành phố đó vào ngày mùng 1 tháng 2 và mình phải bay rời khỏi cái thành phố đó vào ngày mùng 6 tháng 2 khi mà cái hội nghị kết thúc hoặc là những cái lần đi họp tức là các cái chuyện business thì nó không có flexible nhưng mà những cái chuyện đi vacation những cái chuyện đi về thăm Việt Nam à là những cái chuyến đi dài và nó khá là flexible. Ví dụ các bạn muốn về nhà ăn Tết khoảng thì mùng 1 Tết là mùng 10 tháng 1 thì các bạn muốn về trước đó khoảng 10 ngày. Nhưng mà các bạn không cần phải chính thức là điện Việt Nam là ngày 31 tháng 1 hay là a à, mùng 10 tháng 2 là ngày mùng 1 Tết thì các bạn muốn về trước 10 ngày thì các bạn không cần phải đến Việt Nam vào đúng cái ngày 31 tháng 1 là chỉnh xác 10 ngày mà các bạn có thể đến Việt Nam vào 31 tháng 1, 30 tháng 1, 29 tháng 1, thậm chí là mùng 1 tháng 2, mùng 2 tháng 2 thì tất cả những cái ngày đó nó được gọi là flexible bởi vì bạn không cần phải đi đúng một cái ai cụ thể nào cả và các bạn về Việt Nam ví dụ các bạn định về khoảng 4 tuần chẳng hạn hoặc là 3 tuần chẳng hạn thì là các bạn có thể là rời Việt Nam khoảng ngày 20 tháng 2 tức là 10 ngày sau khi Tết hoặc là các bạn có thể rời 11 ngày sau khi Tết, 12 ngày sau khi Tết thì là những cái khoảng thời gian như vậy nó gọi là flexible mà khi các bạn cần tìm vẽ máy bay cho những cái khoảng thời gian flexible như vậy mà theo cách bình thường hiện giờ ở trên Google Fly hay là trên Expedia hay là trên Booking.com thì các bạn sẽ mất rất là nhiều thời gian bởi vì các bạn phải tìm tân ngày 1 các bạn phải quay có thể lần ngay nếu mà các bạn muốn đi ngày 31 tháng 1 thì là và quay trở lại á, là vào ngày 11 tháng 2 thì các bạn quay có thể trong cái ngày đó vẽ rẻ nhất là bao nhiêu tiền xong rồi các bạn nói bây giờ ngày 31 nó nó, nó hơi đắt hay là mình đi 30 và nếu mình đi 30 thì mình quay lại á, là mùng 10 tháng 2 đi, uh, 20 tháng 2 thì có thể là vẽ rẻ nhất là bao nhiêu sau đó các bạn thấy cũng con khả đắt các bạn nói hay là bây giờ mình đi ngày 29 sau đó các bạn vẫn còn thấy đắt Các bạn nói là hay giờ mình đi ngày mùng 1 tháng 2 luôn Mùng 2 tháng 2 Tức là các bạn cứ tìm từng ngày như vậy Thì là cái khoảng thời gian Các bạn phải bỏ ra rất là nhiều thời gian và khi mà các bạn ví dụ các bạn tìm này đây các bạn bỏ ra 3 4 tiếng đồng hồ các bạn do lưu do tới tất cả là các bạn thấy là bây giờ đi ngày mùng 1 tháng 2 và đi khoảng 21 ngày thì là đi 22 ngày là nó sẽ có giá rẻ nhất. Thì hôm nay bạn tìm như vậy nhưng mà bạn lại chưa sẵn sàng để mua bạn phải hỏi ý kiến gia đình bạn phải hỏi ý kiến bạn bè như thế nào đó thì bạn nghĩ thôi mình để mình hỏi ý kiến gia đình đã hai ngày sau ba ngày sau rồi mình tìm lại nhưng mà ai biết được để khi hai ba ngày sau thì giá vẽ nó đã thay đổi lung tung hết cả rồi cho nên lúc mà bạn đã quyết định mua thì bạn lại phải bỏ ra ba bốn tiếng đồng hồ để tìm từng ngày như vậy nữa để tìm ngày 31 tháng 1 đi 21 ngày thì bao nhiêu tiền 31 tháng 1 đi 22 ngày thì bao nhiêu tiền 31 tháng 1 đi 23 ngày thì bao nhiêu tiền thì bà cả sau đó đến mùng 1 tháng 2 sau đó đến mùng 2 tháng 2 sau đó đến 29 tháng 1 sau đó đến 28 tháng 1 thì các bạn cứ phải do tim từng ngày như vậy thì sẽ rất là mất thời gian thì cái giải pháp chat này á nó có nó sẽ cho bạn tìm trong các cái flexible time như vậy nhưng mà nó chỉ mất 60 giây thôi và sau khi mà nó tìm được cho bạn cái ngày rẻ nhất ví dụ các bạn tìm ngày hôm nay các bạn thấy là cái vẹn rẻ nhất là đi ngày 30 tháng 1 và đi 22 ngày thì sau đó bạn chưa có mua thì bạn cũng không có lo gì cả bởi vì sau khi các bạn đã tìm xong á thì Jet Jenny hàng ngày nó sẽ từ chạy lại cái tìm kiếm này cho bạn và nó sẽ gửi cho bạn một cái email nó nói là ngày hôm qua á, khi bạn tìm là cái chuyện rẻ nhất là có giá là 992 đô và đi ngày 31 đi ngày mùng 2 tháng 2 và đi 22 ngày nhưng mà ngày hôm nay á, là cái chuyện rẻ nhất nó đã tăng lên là thành 1020 đô rồi và đi cái ngày rẻ nhất bây giờ nó đã là ngày 29 tháng 1 rồi và đi thành 21 ngày thì nó sẽ tự động nó chạy lại cái tim kiểm đó mỗi ngày cho bạn để nó cho bạn biết là cái ngày nào là cái nó cũng nó nó liên tục nó thông tin cho bạn nó cập nhật cho bạn là giá rẻ nhất ngày hôm nay là bao nhiêu để bạn có thể quyết định được lúc nào là bạn nên mua vẽ thì bây giờ mình sẽ làm cái demo này cho bạn thấy thì bạn vào cái trang web jetjetting.com này và ở bên này bạn thấy là nó có cho bạn hai option option tiếng anh và option tiếng việt thì bạn cũng có thể chuyển qua cái option bằng tiếng Việt. Thì khi bạn vào cái option bằng tiếng Việt thì nó sẽ có những cái thông tin bằng tiếng Việt dễ hơn cho bạn nếu mà bạn không rành tiếng Anh thì ở đây địa điểm đi thì ví dụ bây giờ mình sẽ cho tìm với là cái địa điểm đầu tiên là Los Angeles và mình sẽ tìm đi về Hồ Chí Minh và bây giờ ở đây á, thì mình nói là cái ngày khởi hành là cái ngày flexible thì mình có thể đi khoảng ngày 30 tháng 1 nhưng mà mình có thể đi trước sau 3 ngày đều được cả tức là 30 tháng 1 mình đi 31 cũng được mình đi mùng 1 cũng được mùng, mình đi mùng 2 cũng được mình đi hâm chín cũng được, mình đi hâm tạm cũng được, mình đi hâm bảy cũng được. Vậy là nó trước sau 3 ngày như vậy. Và uh, nó tìm tất cả các cái ngày đó thì ngày nào là ngày rẻ nhất. Và ở đây thì bạn thấy là nó sẽ đi cho bạn khoảng là bao khoảng thời gian là bao lâu. Thì bạn nói là bạn có thể đi được là 21 ngày bạn đi cũng được, 22 ngày cũng được, 23 ngày cũng được. Thì nó sẽ tự động nó tìm như vậy để quay thử là cái khoảng thời gian nào là có giá vẻ rẻ nhất thì khi mà các bạn click vào search như vậy thì nó sẽ bắt nó sẽ nói bạn á, là đăng nhập vào để mà size up để đi khi nó tìm á, thì đến sau khi bạn tìm lần đầu á những cái ngày sau mà nó tìm lại nó tự động nó tìm lại cho bạn á thì nó sẽ gửi cho bạn cái email để nó bảo cho bạn á, là ngày hôm qua là giả vẽ là 990 đồng nhưng mà ngày hôm nay nó đã tăng lên là 998 đồng rồi hoặc là ngày hôm nay nó đã giảm xuống còn là 950 đồng thôi và ngày hôm qua là cái ngày rẻ nhất là ngày 31 tháng 1 nhưng mà ngày hôm nay á, nó đã giảm nó đã thay đổi là ngày rẻ nhất là ngày mùng 2 tháng 2 rồi thì như vậy là nó yêu cầu bạn phải đăng nhập thì ở đây bạn chỉ cần size up, bạn chỉ click vào Google chẳng hạn, xong rồi ở đây mình dùng cái account là làm giàu ở Mỹ Mì để mình demo cho bạn. Thì bạn thấy sau khi mình vào cái account làm giàu ở Mỹ thì nó đã bắt đầu tìm được cho mình ở đây rồi. Thì các bạn thấy là nó đã bắt đầu tìm rồi. Và các bạn thấy ở đây kính khủng không? Ốc, bây giờ giả con cần chỉ 3 tuần nữa thôi là về Sài Gòn về Sài Gòn ăn tết từ online. Mà giả vẻ rẻ nhất bây giờ chỉ có 838 đồng và cái ngày rẻ nhất là ngày ngày rẻ nhất là ngày mùng 1 ngày 31 tháng 1 thì bạn đấy ở thấy bạn thấy là nó đã tìm giả cho bạn rồi và cái ngày rẻ nhất là ngày uh, 31 tháng 1 nếu như mà bạn đi sau 2 ngày đi trễ, đi trước 2 ngày là ngày 29 tháng 1 thì giả vẽ nó đã tăng một chút là 842 đồng nếu như mà các bạn đi trễ hơn 2 ngày mùng 2 tháng 2 thì giả vẽ nó tăng một chút là 892 đồng thì 3 ngày này là 3 ngày rẻ nhất nếu bạn các bạn muốn đi 21 ngày. Nếu các bạn muốn đi 22 ngày thì cái ngày rẻ nhất lại là ngày 30 tháng 1 chứ không phải ngày 31 tháng 1 nữa và nó cũng có giá là 838 đồng. Và sau đó cái ngày thứ hai là ngày À, 29 tháng 1 và cái ngày đắt hơn nó ba ngày này là 3 ngày rẻ nhất cho bạn thì đó à, sorry bạn mình đang ở 22 ngày thì 22 ngày á, là ngày 30 tháng 1 là ngày rẻ nhất ngày mùng 1 tháng 2 là ngày đắt nhất à, là ngày tiếp theo sau đó là ngày 28 tháng 1 là ngày cũng à, đắt hơn nhưng mà ba ngày này là ba ngày rẻ nhất nếu bà muốn đi 22 ngày và nếu bà muốn đi 23 ngày thì kỳ giả 838 nó không phải nó không có nữa mà nó sẽ có cho bạn cái giá 842 là kỳ giá rẻ nhất và sau đó là những cái giá khác thì bây giờ nếu như mà bạn muốn đi cái giá 838 thì đây là ngày 31 tháng 1 là ngày rẻ nhất thì các bạn click vào đây. Và thật ra là cũng bay về hãng rất là tốt là hãng American Airlines và hãng Japan Airlines bay về quả cảnh ở, ở, ở Japan và chỉ quả cảnh một cái, một cái stop thôi. Và đến khi bay qua cũng như vậy và nếu các bạn thấy cái chuyện này được thì các bạn click vào đây. Thì ở đây các bạn sẽ ra trực tiếp trên cái trang của Google. Nhưng mà ở đây khi các bạn thấy mình ra thì giả vẽ nó đã thay đổi rồi Nó không còn là ngày, nó không còn là là 383 đồng nữa Thì bây giờ mình sẽ chuyển xuống đây, mình quay cái ngày thì à, đi ngày 22 ngày Ở đây nó cũng có là 838 đồng Thì mình click vào đây để mình quay thử mình ra ngoài Google á, Thì mình thấy các bạn thấy giả vẽ còn mới có một chút đó thôi mà nó đã thay đổi rồi Thì là giả vẽ này nó đã thay đổi nhưng mà không sao cả khi mà các bạn tìm vẽ đấy như vậy rồi mà các bạn thấy nó thay đổi thì liên tục nhanh như thế á, thì các bạn không cần phải tìm lại các bạn từ đầm vào đấy các bạn thấy có một cái nút là cập nhật giá mới thì các bạn bấm vào cái nút này thì nó sẽ chạy thêm 60 giây nữa để cho bạn cái giá mới là giá giá gần nhất giá mới nhất là giá bao nhiêu thì trong khi mà nó chạy như vậy á, thì bây giờ mình sẽ qua mình tìm cái vẽ từ Houston để cho các bạn thấy là cái giá vé từ Houston đi về Đà Nẵng thì là nó sẽ rẻ nhất là bao nhiêu bởi vì các bạn thấy là nó sẽ mất một phút để nó tìm vẽ cho nên bây giờ mình cứ chạy trước như vậy để mình đợi ở đây mình cũng là đi ngày 30 và cầm trừ 3 ngày nhưng mà ở đây thì mình muốn đi là 27, 28 hoặc là 29 ngày mình đi 4 tuần thì nhưng mà trong 4 tuần đó thì ngày nào có giá rẻ thì mình sẽ đi giá đó bây giờ cái tiếp theo á thì mình sẽ tìm từ Seattle à, Washington và mình bây giờ mình tìm chuyện này là mình tìm đi về Đà Nẵng à, đi về Đà Nẵng và mình cũng muốn đi á là khoảng ngày mình cũng muốn đi á là khoảng ngày 31 tháng 1 và tầm từ 3 ngày và mình cũng muốn đi á là khoảng 27, 28 hoặc 29 ngày khoảng thời gian nào rẻ nhất thì mình sẽ đi về khoảng thời gian đó à, thì mình đã tìm được một số ngày như vậy rồi Thì bây giờ mình còn thấy một cái nữa Là mình muốn tìm cái chuyện đi từ Washington DC Đi về Sài Gòn Thì ở đây là Washington DC Và mình đi chọn đi về Sài Gòn Thì mình tìm về Sài Gòn Và mình cũng muốn tìm là khoảng ngày 30 Và cầm trừ 3 ngày gì cũng được cả Và mình muốn đi là ngày 30 Mình muốn đi cũng là khoảng 4 tuần Tức là 27, 28 và 29 à, Khoảng thời gian nào rẻ nhất thì đều được được cả thì ở đây là mình đã tìm được với là kỳ chuyện đầu tiên rồi. Thì bây giờ mình quay có qua thử là sau khi nó cập nhật giả rồi này. Thì bạn thấy lúc này là cái giả 838 đồng nó không còn nữa. Mà bây giờ là cái giả rẻ nhất là giả 842 đồng. Thì lúc này mình thấy là hai cái chuyện mà 838 đồng á. Khi mình ra ngoài Google thì cái giả nó đã thay đổi rồi. Và ở đây các bạn thấy là cái cách tìm kiếm này các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 143 đồng. Thì bây giờ mình nói ok 842 đồng thì cái này khá là tốt Bây giờ mình thử click vào đây để mình ra ngoài Google Thì cái giá này nó đã thay đổi không hay là nó chưa Mình hy vọng là nó chưa thay đổi Bởi vì là mình vừa mới tìm Thì giá bây giờ nó chỉ có 842 đồng thôi Mình cũng rất là ngạc nhiên là giá đến bây giờ rồi Mà chỉ có 842 đồng Và cái này là bay về hãng Japan Airlines Là một cái hãng rất là tốt Và bay từ Los về, về Tokyo Xong rồi từ Tokyo bay qua thành phố Hồ Chí Minh và khi mà bay qua lại thì nó cũng như vậy bay từ Hồ Chí Minh về Tokyo và sau đó từ Tokyo sang lại Los cái chuyến này giả giả nó rất là rẻ nhưng mà nó đời hơi lâu một chút tạm cho đến chín tiếng đồng hồ và ở đây các bạn thấy là có rất là nhiều option để các bạn book nếu mà các bạn muốn book với cái giá rẻ nhất thì các bạn book về một cái một cái agency gọi là Crystal Travel và nếu bạn muốn book với cái giá rẻ đó thì bạn click vào đây thì bạn sẽ ra với là cái trang web của Crystal Travel và các bạn sẽ quan có thể cái giá của nó là bao nhiêu. Còn nếu các bạn muốn book trực tiếp với hàng thì các bạn có thể click vào đây với American thì các bạn có thể click vào đó để các bạn book với hàng hoặc là các bạn book với Japan Airlines luôn thì các bạn click vào đây để các bạn có kỳ kỳ có cái website của cái hãng để các bạn book. Thì thông thường khi mà các bạn book với hãng á thì cái giá ở trên cái website của hãng nó sẽ cao hơn một chút bởi vì có nhiều khi là các cái agency này người ta đã giảm giá cho bạn rồi à, và người có nhiều khi là người ta không cho bạn hai kiện hành lý ký gợi mà chỉ một kiện thôi hoặc là không kiện nào cả và bạn phải trả thêm tiền nếu bạn muốn mua hành lý ký gợi trong khi các bạn book trực tiếp về hàng á, thì nó là standard nó sẽ cho bạn hai hai kiện hành lý ký gợi thì ở đây các bạn thấy là sau khi các bạn click vào qua cái hãng Japan Airlines á, thì các bạn thấy là nó đã chọn hết cho các bạn rồi và ở đây á, thì là các bạn thấy là mình sẽ chọn từng chuyến ví dụ chuyến ở đây là chỉ có 462 đồng thì các bạn chọn cái chuyến này hoặc là 452 đồng thì khi mình chọn như vậy á, nó sẽ add cả cả hai cái chuyến lại thì ở đây cái vẽ ra nhất có vẻ như là cái chuyến này là chuyến đi là 800, 452 đồng thì nếu như mà các bạn select cái này là lowest thì các bạn selected rồi thì sau đó là các bạn chọn cái chuyện quay trở lại à, ví dụ quay trở lại nếu như mà các bạn chọn cái chuyện này chẳng hạn thì nó cũng cao và dù chuyện này thì nó rẻ hơn thì các bạn thấy á, là bây giờ các bạn đã chọn hai chuyện rồi thì là các bạn có thể nói là continue như là gas chẳng hạn các bạn không có cái account với là à, các bạn không có cái account với là Japan Airlines thì khi các bạn continue như là gas thì ra ngoài này người ta sẽ cho bạn với cái giá thì các bạn thấy ở đây này là cái giá đã là 934 đồng rồi thì cũng giống như lúc này là ở trên này người ta nói nếu, nếu các bạn book với Japan á, thì giá của nó thấp nhất là 935 đồng thì các bạn thấy ở đây ra ngoài này này thì nó là 934 đồng 70 cent thì đây là cái giá rẻ nhất các bạn book trực tiếp với Japan Airlines còn nếu các bạn muốn book trực tiếp với là American Airlines thì cái giá rẻ nhất là 921 đồng và cái này là basic econ economy và cái này á, thì nó là basic cho nên là uh, mình không có thể thay, thay đổi được mình cũng không chọn chỗ ở trên máy bay được và mình phải trả tiền nếu như mà mình muốn gửi thêm hành lý ký gửi cho nên nó sẽ có những cái hạn chế như vậy nhưng mà nếu như các bạn muốn book với là cái travel agency này thì là giá của nó rất là thấp, chỉ có 840 đồng thôi, 41 đồng thôi. Và nó cũng sẽ có các cái hàng chế như vậy. Và nếu như có chuyện gì thì các bạn phải liên lạc với là cái travel agency này để mình giải quyết cho bạn. À, để cái travel agency này nó sẽ giúp bạn. Còn nếu bạn book với các cái hàng thì có việc gì bạn quay trực tiếp cho hàng. Thì bây giờ các bạn thấy cái chuyển bay về từ thành phố Hồ Chí Minh về từ thành phố Hồ, từ Los Angeles về Hồ Chí Minh giá đang rất là rẻ chỉ có 842 đồng mình cũng rất là ngạc nhiên là với chỉ ba tuần nữa là Tết rồi mà giá vẽ con cực kỳ rẻ luôn thì đó là kỳ kỳ chuyển từ Hồ Chí Minh cho đến là à, về à, Hồ Chí Minh về à, về Sài Gòn bây giờ mình qua là Houston về Đà Nẵng thì Houston về Đà Nẵng đang rất là đắt giá vẽ đến 1.778 đồng là giá rẻ nhất và các bạn thấy ở đây này, đi 27 ng ngày á, thì có vẻ 1 ngàn bảy Đi 28 ngày á, thì không có vẻ 1 ngàn bảy nữa Và đi 29 ngày cũng không có vẻ 1 ngàn bảy nữa Thì chỉ đi cái, cái thời gian mà rẻ nhất, cái khoảng thời gian rẻ nhất cho bạn là đi 27 ngày thôi Và 27 ngày á, thì cái giá rẻ nhất là ngày 27, uh, 1 ngàn bảy là bạn phải bay vào ngày 27 tháng 1 trong khi kỳ ngày tiếp theo á, là ngày mùng 2 tháng 2 á, thì giá vé nó đã rất là đắt rồi trên 2 000 là đã mắc hơn khoảng 300 đô rồi thì các bạn thấy nếu mà tìm theo cái cách này á, thì Jack Jenny đã giúp bạn tiết kiệm được gần 406 đô cho cái lần tìm kiếm này và nếu ở đây các bạn thấy là không còn cái chuyện nào rẻ hơn nữa thì các bạn phải mua cái vẽ 1 ngàn 7 này đây các bạn thấy rất là rõ ràng á là mua vẽ từ LA về á, thì nó cực kỳ rẻ từ Houston mà đi về Đà Nẵng á, thì giá vẽ đang rất là cao đến 1 bảy gần gấp đôi cái vẽ bên LA về Sài Gòn bên LA về Sài Gòn giá vẽ của nó chỉ có 842 đồng thôi bên này là hơn gấp đôi luôn 1 bảy cực kỳ cao luôn và đây các bạn thấy là cái này á, thì bay với hàng à à uh, Eva thì Eva là một cái hãng rất là tốt và cái thời gian bay thì cũng rất là tốt. Bay từ Houston qua Seattle và chỉ đợi 2 tiếng thôi. Và bay từ Houston qua Seattle thì bay với hãng Alaska, xong từ Seattle về Taipei thì bay với hãng Eva và từ Taipei về Đà Nẵng sau đó cái chuyến bay qua lại thì từ Đà Nẵng qua Taipei chỉ đợi 4 tiếng Sau Taipei thì bay thẳng về Houston luôn Cho nên cái chuyến này đang rất là tốt Và giá của nó thấp nhất là 1 tám đồng thì các bạn thấy, thấy thành phố khác nhau và giá khác nhau kinh khủng không? Thì bây giờ điện cái thành phố thứ ba là Seattle về Đà Nẵng Thì giá vẽ của nó đang rất là thấp, chỉ có 1.108 đồng thôi Và nếu mà các bạn bay về cái chuyện tìm theo cách tìm kiếm của ZENI này Thì các bạn đang tiết kiệm được khoảng 267 đồng Và ở đây là 1.108 đồng Thì ba cái chuyện ngay mà mà bay rẻ nhất là 30 thằng 1, mùng 3 thằng 2 và mùng 1 thằng 2 nếu 28 ngày thì các bạn không có cái giá rẻ nhất là giá 1.108 đồng Mà bay 2 ngày, 28 ngày thì cái ngày giá rẻ nhất nó chỉ là 1.136 đồng Cho nên đắt hơn cái 27 ngày một chút Nếu 29 á, thì nó cũng không có cái giá 1.108 29 thì nó là cái giá rẻ nhất là 1 Cho nên là muốn có giá rẻ nhất thì bạn phải bay 27 ngày thôi Và cái ngày rẻ nhất là ngày 30 tháng 1 và ở đây mình cũng sẽ click out ra để mình coi có thể là cái chuyện này nó đi như thế nào thì các bạn thấy ở đây nó bay từ Seattle qua San Francisco đợi 3 tiếng xong rồi từ San Fran về Taipei sau rồi từ Taipei bay về Đà Nẵng và phải đợi ở Taipei khoảng 10 tiếng đồng hồ thì nó cũng khá khá nhiều nhưng mà khi cái chuyến bay ngược trở lại á, thì nó tốt hơn bạn bay từ Đà Nẵng về Taipei cũng đợi 10 tiếng sau rồi từ Taipei bay qua Los xong rồi từ Los bay về lại Seattle nhưng mà như vậy thì các bạn sẽ có cái giá rất là rẻ là chỉ có 1.000, 1.108 Và cái đây là để mà book với cái giá rẻ này thì các bạn cũng phải book với các cái travel agents Cái này là cả hai hạng này đều cho bà cái giá rẻ như vậy là 1.108 Book với Global Hunter thì các bạn click out ra đây Thì các bạn sẽ book được với là Global Hunter và nó sẽ có giá cụ thể cho bạn và cái cuối cùng là cái chuyển bay từ Washington DC về Hồ Chí Minh City thì từ DC về Hồ Chí Minh City á, thì người ta đã tìm Jajani nào đã tìm được cho bạn với cái giá rẻ nhất là 1073 và cái cách tìm này á, nó sẽ tiết kiệm cho bạn đến 362 đồng à, cho cái lần cho cái lần tìm này thì ở đây các bạn thấy á, nếu mà đi 27 ngày thì kỳ giá rẻ nhất không phải là 1 000 1073 mà là 1 145 cho nên muốn đi ngày rẻ nhất thì không đi 27 ngày được mà phải đi 28 ngày và khi các bạn thấy đi 28 ngày á, cái, cái rẻ nhất là đi ngày 29 tháng 1 với 1 073 kỳ tiếp theo của nó là đi ngày 28 trượt đó một ngày thôi thì bạn phải đắt hơn khoảng 400 đô la rồi thì các bạn thấy như vậy cái cách tìm kiếm này nó giúp các bạn rất là nhiều thời gian các bạn không cần phải bỏ thời gian ra tìm từng ngày just any chỉ sau 60 giây là nó có thể tìm cho bạn cái ngày rẻ nhất là ngày nào để các bạn biết luôn bởi vì nếu mà các bạn không biết như vậy các bạn muốn đi ngày 28 á là giả vẽ nó đã một căn tứ mất rồi cho nên là như vậy thì nó sẽ không rất là giả sẽ rất là đắt ở đây thì ví dụ ở đây nó giả rẻ nhất là đang là 1073 để mình quay thử là nếu muốn đi 29 ngày á 29 ngày thì lại có đến 2 ngày có thể giá rẻ nhất là ngày 28 và ngày 29. Trong khi đi ngày 28 ngày á thì ngày 20 ngày 28 tháng 1 á thì cái giá của nó là đã là 1 ngàn tư nếu bạn đi 28 ngày. Nhưng mà nếu bạn đi 29 ngày thì ngày 28 tháng 1 chỉ có là 1073 đồng thôi. Các bạn thấy không? Mình chỉ cần mình cùng đi ngày 28 tháng 1, nhưng mà nếu mình đi 28 ngày Công đi là ngày 28 tháng 1 Nhưng mà nếu mình đi 29 ngày Thì nó chỉ là 1073 Nhưng mà nếu mình đi 28 ngày Thì ngày 28 tháng 1 đã lên đến giá là 1 ngàn tư rồi Cho nên mình chỉ cần đi nhiều hơn một, triệu Đi sớm hơn một chút là giả vẽ nó đã thay đổi hoàn toàn rồi Mà mình đâu có có thời gian 2-3 tiếng đồng hồ Mà nó rất là boring để mình tìm từng ngày Rồi từng cái khoảng thời gian như vậy cho khi cho nên là đây là cái, cái lý do vì sao mà mình build cái dịch vụ này cái dịch vụ chat này này là nó là một cái con robot cho nên nó từ đi tìm cái ngày rẻ nhất cho mình và nó biết nó nói cho mình cho nên nó tiết kiệm được mình rất là nhiều thời gian và rất là nhiều tiền bởi vì nếu vì một cái lý do nào đó mà bà muốn đi là ngày 28 tháng 1 và bạn nghĩ á, là thôi mình đi ngày 28 tháng 1 mình đi 4 tuần tức là 28 ngày thì bạn thấy ở đây là giá của nó là một ngàn tư mà nếu bạn không biết á, bạn nghĩ là nếu mà mình chỉ đi nhiều hơn một ngày thôi là 29 ngày thì giá của nó nó đã là giá rẻ nhất rồi là 1073 đồng rồi thì các bạn thấy là nếu mà như vậy thì các bạn sẽ tiết kiệm được tiền rất là nhiều và đây các bạn click out thì các bạn thấy cái chuyện này á, là đi từ uh, Washington DC lên Boston xong Boston bay về Tokyo xong rồi từ Tokyo bay về Tân Sơn Nhất bạn thấy thời gian đời cực kỳ tốt chỉ có đời một tuần rưỡi thôi cho nên đây là cái chuyện vừa rất là tốt mà vừa rẻ hơn nữa mà các bạn chỉ cần biết là thấy vì mình đi 28 ngàn, mình mình đi 28 ngày, mình đi 29 ngày thì nó tiết kiệm cho mình được là gần bốn hơn 400 đô la rồi. Các bạn thấy cái dịch vụ này nó thấy là như vậy, xong cái vòng quay lại các bạn đi từ Tân Sơn Nhất qua Tokyo, Tokyo về Chicago xong rồi Chicago bay lại về DC và cái khoảng thời gian cái chuyển bay lại thì nó đợi nhiều hơn một chút bốn tiếng đồng hồ trong khi cái chuyển đi thì nó chỉ đợi một tiếng đồng hồ thôi. Và các bạn thấy ngay ở đây là trên Google người ta cũng nói là kỳ giả 1073 này là đang rất là thấp, kỳ giá trung bình trong cái giai đoạn này là từ 2.000 cho đến 4.000 là cho nên là mình dùng cái dịch vụ Gia này thì mình đã tìm được một cái chuyển bay mà giả rất là rạ rất rất là rạ và cái chuyển bay nó rất là tốt luôn thì cái chuyển bay này á, là nó đã tiết kiệm cho mình được á, là cái này á, là người ta cũng nói là cái giả này nó sẽ không rớt xuống nữa đâu muốn á, thì mua liền đi nếu mà mình chưa mua vả là mình chắc chắn mình sẽ mua cái vé này chỉ có ba đồng thôi và cái thời gian bay rất là tốt mình tưởng là mình đã mua vải mất rồi và cái này nó nói là nó rẻ hơn đến 1.341 đồng là ở trên Google nó cũng nói là cái giá này là giá rất là thấp và nó đã rẻ hơn cái giá bình thường là 1.341 đồng rồi thì các bạn thấy cái dịch vụ này nó tìm kiếm về giá mà máy bay rất là tốt như vậy cho mình một cái tốt nữa là nếu mà bây giờ các bạn tìm như vậy và các bạn chưa muốn bút liền bởi vì các bạn hỏi ý kiến gia đình bạn bè vân v thì các bạn cũng không cần phải bút bởi vì mỗi ngày á, thì Jet Jenny nó sẽ từ tìm kiếm lại các cái chuyển bay này cho bạn và nó sẽ bảo lại cho bạn thì ở đây các bạn thấy này khi mình click vào các chuyến bay của tôi thì ở đây là có tất cả các chuyến bay mà mình đã tìm thì vừa lúc nãy là mình tìm bốn chuyển bay mình tìm từ LA về Sài Gòn mình tìm từ Houston về Đà Nẵng, mình tìm từ Seattle về Đà Nẵng, mình tìm từ Washington về Sài Gòn thì các bạn thấy bốn chuyến bay này nó hiện ra ở đây cho mình để mình dễ quản lý và mỗi ngày như vậy Jessie sẽ từ tìm lại, từ gửi cho mình các cái thông báo là giá vẽ đã thay đổi như thế nào. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình Seattle về uh, Houston về Đà Nẵng mình thấy đắt quá, mình sẽ không 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 muốn tìm cái chuyện này nữa thì ở đây các bạn thấy ở đây nó có ba cái nút dot 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 ở phía bên tay phải ở phía trên này nè thì các bạn click vào đây thì các bạn có thể nói là đừng có gửi cho mình cả, cả cái, cái, update nữa mình không có no longer interested vào cái chuyện này thì khi mà mình click vào như vậy là no longer interest á thì là Jessenie nó sẽ tự động không tìm kịch không chạy lại cái tìm kiếm này cho mình hàng ngày nữa còn những cái mà mình không làm cái đó thì nó vẫn tiếp tục chạy lại cái chuyện này cho mình. Ví dụ cái chuyện ở uh, Washington về Hồ Chí Minh này chẳng hạn, mình vào đây mình nói là no longer interest thì ở đây nó sẽ hiền lên cái nút no longer interest như vậy thì Jasmine nó sẽ không tìm cái chuyện đó lại cho mình và không gửi email cho mình làm gì nữa. Cho nên có nhiều bạn đã sử dụng Jasmine á thì các bạn nên biết thêm cái feature này nữa để các bạn nếu mà không muốn nhận email cập nhật giả vào mỗi ngày thì các bạn chỉ vào đấy các bạn chọn một trong hai cái đó là người ta sẽ ví dụ nếu mà nếu mà nhiều bạn á, là đã mua vẽ rồi dù các bạn tìm được cái vẽ từ Seattle về Đà Nẵng này giả rất là tốt thì các bạn vào đấy các bạn click là đã mua vẽ rồi thì nó cũng sẽ không gửi cập nhật cho bạn hàng ngày nữa thì đó là cái dịch vụ mà giúp các bạn tìm được vé giá rất là rẻ và rất là nhanh mà không cần phải lo lắng gì cả nếu mà các bạn không chưa mua thì Jack Jenny nó sẽ tự động cập nhật giá cho bạn mà các bạn không phải lo gì cả cho nên là cái, cái này nó sẽ rất tiền cho bạn vừa tiết kiệm được rất là nhiều tiền khi tìm khi mua vé máy bay giá rẻ mà vừa không mất thời gian và không phải bị stress không phải lo gì cả bởi vì không biết các bạn thì sao nhưng mà mình á, nếu như mà mình nghĩ là vì dù là mua hè tại đây mình muốn đi châu âu chơi chẳng hạn mình muốn đi từ washington đi qua london mà mình chưa có mua vẽ bởi vì mình nghĩ đi mua hè mình chưa có cái ngày giờ quyết cụ thể gì cả thì có nhiều khi khi nào mình nghĩ đến cái chuyện đó mình cũng sẽ đi một chút stress bởi vì mình biết nếu mà mình chưa mua vẽ thì giả vẽ nó sẽ thay đổi thì cái cách tốt nhất á, là các bạn cứ vào trên cầu Jajani này các bạn search từ Washington về Đà Nẵng à, về đi London và các bạn đi á, là ví dụ các bạn đi tháng 6 hoặc là các bạn đi tháng 7 hoặc các bạn đi tháng 5 thì các bạn các, các, bạn cứ tìm khoảng ba cái tháng như vậy xong các bạn để đó xong rồi các bạn sẽ biết à bây giờ nếu mình mua vẻ liên ngay bây giờ này thì cái ngày rẻ nhất là ngày 18 tháng 5 và về ngày 27 tháng 5 thì đi khoảng chân đó là giá, giá rất là rẻ chỉ ba trăm rưỡi đồng thôi nhưng mà mình chưa sẵn sàng thì mình cứ để đó xong là hàng ngày nó bảo cho mình xong đến khi nó bảo mình thả cho bây giờ khi tê là có ba trăm bảy chục đồng bây giờ nó đã tăng lên là gần bốn trăm chín chục đồng rồi thôi mình phải quyết định cái ngày giờ để mình mua trước khi nó tăng nữa thì như vậy hàng ngày nó sẽ bảo lại cho mình thì mình không có bị stress nữa bởi vì khi mà mình chưa mua vẻ là khi nào mình cũng bị stress để mình nhắc là mình phải tìm lại nhưng bây giờ mình không cần tìm lại nữa Jack Janice sẽ tự động gửi báo cáo cho mình hàng hàng ngày thì mình không phải lo về cái chuyện đó nữa thì đó là cái cách mà để cho các bạn tìm vẽ máy bay về Việt Nam ăn tết giả rẻ rất là nhanh chỉ có 60 giây chưa tới một phút hoặc đúng một đúng, đúng một phút và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và tiết kiệm được rất là nhiều tiền theo cái dịch vụ mà mình thông, thống thống kê tất cả các cái chuyện bay tìm đến cái trang web Jazzani thì tụi mình thống kê là trung bình á, nếu mà các bạn tìm economy class thì các bạn có thể tiết kiệm được đến 560 đồng mà nếu các bạn tìm business class thì các bạn tiết kiệm đến 1.270 đồng là cho nên là tiết kiệm được rất là nhiều tiền mà nó gần như là điểm có những cái chuyện á, mà mình thấy là những cái người mà dùng trên Jasenia người ta tiết kiệm đến gần 60% cái giá gốc của cái chuyện máy bay đó Alright, thì mình hy vọng các bạn uh, thích cái video này và biết thêm được một cái dịch vụ để giúp các bạn tiết kiệm tiền rất là nhiều và tiết, đặc biệt là tiết kiệm thời gian, không phải lo nghĩ gì cả. Khi các bạn muốn tìm vẽ máy bay giả ra, đi nồi bồ nước mì, hoặc là đi về Việt Nam, hoặc là đi chơi ở châu Âu, hoặc là đi chơi ở Mexico, đi đâu cũng được thì đây sẽ là cái dịch vụ tìm vẽ máy, máy bay giả ra chỉ trong vòng 60 giây và giúp bạn tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Mình hy vọng các bạn thích cái video này. Nếu các bạn thích cái video này thì cho mình một nút like. Và nếu các bạn thích cái dịch vụ Jasani thì các bạn nhớ dùng dịch vụ Jasani để ủng hộ mình và giới thiệu với bạn bè và người thân ủng hộ mình với cái dịch vụ Jasani này luôn. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình luôn. Các bạn nhớ bấm vào nút subscribe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn cho cái video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye bye.